loáng thoáng cái là hết rồi cả nhà bây giờ thì nhóc một tê đều không cúp cả và như người ta và chúng ta sẽ chờ đợi người ta đánh các bạn nhé người ta đánh cỡ tầm khoảng uh, 5 trận gì đó Nhà. Vâng, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với chồng mình nha Mình là nhóc một t đây cả nhà ơi Rồi thì hôm nay vừa kết thúc một cái mùa giải mới cả nhà nhá Khi mà kết thúc mù... khi mà kết thúc một cái mùa giải mới thì các bạn cũng biết rồi Người ta sẽ đẩy mình xuống đó chính là 5k cúp Và nhóc một t thì vừa bị uh, clear xong mất 24 cúp Và bây giờ thì uh, người ta đang đẩy nhóc một t xuống 4976 cả nhà Và mùa này thì thật ra là nhóc một t không muốn bay cúp nữa cả nhà Không muốn bay cúp một tí ti nào nữa để nhóc tê đưa xuống và nhóc tê sẽ mang yêu tinh đi cướp và nhóc tê sẽ hoàn thiện lốt cái đoạn uh, những cái viên tường thành ở đây. Các bạn để ý rằng là ở đây nhóm nhóc tê đâu đó còn cỡ tầm khoảng 190 mấy viên, 200 viên đó cả nhà. Thì uh, mình sẽ hoàn thiện lốt cho em nó chứ không để cho em nó lâu quá rồi. Và đến đây thì hạ cúp rất là dễ dàng thôi cả nhà nhá Chúng ta sẽ uh, tấn công cả nhà này Vẫn tấn công như bình thường Nhưng chúng ta sẽ đi vào và chúng ta sẽ chỉ lấy một cái gì đó Sau đó chúng ta sẽ đi về thôi nhá Chúng ta sẽ không cướp lấy phần trăm nữa uh, Có rất nhiều các bạn uh, sẽ hỏi mình cái cách uh, hạ cúp á Rất rất là nhiều anh em có nhắn tin hỏi mình về cái cách hạ cúp rồi Hạ cúp thì rất là đơn giản thôi Chúng ta sẽ uh, lên giải đấu rồi cả nhà này Vẫn giải đấu huyền thoại cả nhà nhá Hôm nay thì chắc chắn là sẽ chưa hạ được cúp ngay đâu cả nhà nhưng cả nhà yên tâm nha, sau khi mà nhà MT phá 8 trận này xong ấy, phá 8 trận này xong ấy thì uh, gần như là đến ngày hôm sau cả nhà. Chắc chắn là vẫn phải ngày hôm sau rồi, không thể nào bị tụt xuống nhanh như vậy được, bởi vì người ta còn đánh nữa cơ. Ở trên giải đấu điện thoại này thì các bạn cũng biết rồi. Ở đây có tí dầu khá khá là ngon, rồi cướp lên để chủ yếu là còn uh, đẩy vào tường thành nữa đây anh em nên là nhóm ở đây sẽ cố gắng hoàn thiện cướp hết anh em nha được làm ca dầu đen dầu đen thì bây giờ các bạn sẽ thắc mắc cả nhóm ở đây sẽ làm gì đúng không ờ rất là nhiều cả nhà nhóm ở đây sẽ đẩy vào oh, con nhà này thì lại không cướp được đồ gì cả nhà này con nhà này thì không cướp được đồ gì con nhà này thì chỉ vào bắn để là hạ cúp thôi dầu đen thì các bạn yên tâm nha chúng ta sẽ sử dụng ở đây này các bạn này các bạn sẽ đập để kiếm vàng kinh đô đấy các bạn đấy nhóc của hiện tại không lâng cái gì về dầu đen nữa nhưng mà dầu đen lúc nào thì cũng hết dầu đen lúc nào thì cũng cháy kho cả nhà nhá ok dầu đen cũng chuẩn bị hết rồi đấy thôi ừ, được không sao ờ, lại vác con queen vào đây cướp thêm tí ti cả nhà này à. mỗi bình đấy là 100 k dầu cả nhà rồi các bạn cứ lia cho mình nhóc vào tê 8 trận Hiện tại nhóc ở tê chưa đánh trận nào Các bạn cứ lia cho nhóc vào tê Cứ tầm khoảng 8 trận cả nhà nhá 8 trận thì là bơ phạch luôn cả nhà Ok luôn cả nhà này Cướp lốt cái kho vàng cả nhà nhá à, Đẹp trai chưa cả nhà ở trên đây thì nó mặc định là như vậy rồi Các bạn sẽ cướp được đâu đó Cứ tầm khoảng 5 đến 600 nghìn dầu vàng Trận nào cũng như trận nào đấy Nhưng mà ở trên đây thì được Các bạn cũng biết là cái thưởng của nó cũng rất là cao cái thưởng giải đấu uh, huyền thoại nó cũng rất là ok cả nhà nên là sẽ có lợi cho chúng ta đi đâu nó cũng xen xen nhau cả thì đâu đó mỗi trận thì các bạn cũng lên được cỡ tầm khoảng uh, gần triệu gì đấy thì cũng được mà được cái lên giải đấu huyền thoại nó rất là kiếm dầu đen rất là dễ dàng anh em nhé rất là dễ dàng luôn ok cứ thế thôi tiếp tục cả nhà này hình như là sắp xong rồi sao ấy nhỉ rồi bom nữa kìa <laughs> đi về anh em nhé loáng thoáng cái là hết rồi cả nhà bây giờ thì uh, nhóc một t đều không cúp cả và như người ta và chúng ta sẽ chờ đợi người ta đánh các bạn nhé người ta đánh cỡ tầm khoảng năm uh, 5 trận gì đó cả nhà 5 trận gì đó thôi mình không cần người ta đánh hết thì nhóc một t chắc chắn là sẽ bị uh, tụt xuống cỡ tầm khoảng bốn k tám cúp cứ bay đâu có khỏi đầu chín này cả nhà nhá bay đâu đó đó khỏi đầu chín này thì chúng ta sẽ tụt xuống giải đấu huyền thoại thôi và lúc đó thì chúng ta sẽ ở giải đấu titan Uh, sẽ vác yêu tinh đi farm đi cướp và tụt xuống nữa cả nhà nhá, tụt xuống nữa để chúng ta cày tường thanh. nhóc bảo tê cũng muốn lần lốt lên cho nó hoàn thiện con lạc này rồi. ở đây thì chúng ta vẫn còn trò chơi hội, cái mùa này thì nhóc bảo tê không làm được cái video phần thưởng trò chơi hội cho anh em thì bây uh, chắc chắn là anh em cũng cày xong hết rồi đúng không? bây giờ cũng chỉ còn hai ngày 22 giờ nữa đây này anh em này, nhóc vào tê cũng chưa làm hoàn thiện hết cả nhà. ở đây thì xem có cái nhiệm vụ đi đi trôn với anh em này. Phá hủy 50 đoạn tường thành trong trận chiến đối đầu À đối đầu thì đánh được cả nhà Đây nhá Chúng ta sẽ qua bên hội trường bóng tối cả nhà này Đối đầu thì ok rồi Ở bên đây thì cũng còn tường thành cả nhà Có ai giống nhóc mt không Có ai giống nhóc mt không Lâng cái gì thì lâng cứ lân xong hết tất cả rồi Vẫn còn sót lại đó chính là đoạn tường thành <laughs> Ở đây có ai giống nhóc mt Thì điểm danh với nhóc mt phát nào cả nhà <laughs> Ok cả nhà nhá cái anh em còn nhớ không à, con Archer này ấy, thì à, từ cái đợt mà nhóc vào t à, làm cái video đánh chay tất cả những đơn vị quân ấy và từ đợt đến giờ định chưa đánh thêm trận nào cả <laughs> hôm nay thì lại quay video và đánh thêm một trận đó chính là ôm bom mở đoạn tường thành nhà này trời ơi thế thì khi nào mới hoàn thiện được hết tất cả những đoạn tường thành này đây trông vậy thôi càng lên cao ấy các bạn cũng thấy rằng là Chúng ta càng tốn dầu vàng nhiều hơn Ở đây thì hiện tại bây giờ cũng rất là tốn cái lượng dầu vàng rồi cả nhà Rất là tốn luôn, hết rồi cả nhà Một trận này mình nghĩ là đủ rồi đấy Trận này mình nghĩ cũng là đủ rồi Ờ, à, ok Ờ, à, con kia cố gắng đấy Nó lấy luôn cả được con kho chứa vàng cả nhà kìa Vẫn 43% luôn Ồ ơi pro nhá, 43% mà chúng ta đã hoàn thành thử thách cả nhà. Quá đơn giản đúng không? Đây, ở bên đây thì đâu đó còn 32 đoạn tường thành 4 triệu nữa cả nhà. Đấy cả nhà. của nhẫn tường thành các kiểu đạn điệu này. Nhẫn tường thành để xem còn thì sẽ được dồn vào trong nhà chính thôi nhá. 6 viên thôi cả nhà. Bên kia nhẫn tường thành đắt nha, bên đây thì 7 viên, vẫn sót mất một viên. <laughs> vẫn yếu mất một viên anh em ạ. À, ở trong đây thì uh, thu và cũng không đủ cái gì nâng cấp cùng với anh em cả. Đó, hôm nay bảo hạ cúp xuống nhưng mà uh, cũng có hạ được ngay đâu cả nhà. Lại phải chờ ấy anh em. Đấy, uh, và ở đây thì chúng ta sẽ thêm được cái gì nữa nhỉ? Phá hủy 200 trận ủa uh, ơi, uh, 200 đoạn tường thành trong trận chiến đối đầu. Ồ oh, hôm nay thì ngon đây này. Hôm nay ngon cả nhà. Ờ uh, 200 uh, tường thành trong trận chiến đối đầu. Thế thì cứ vác siêu uh, ôm bom ra mà quật thôi nhờ yeah. 200 đoạn. 200 đoạn thì mình nghĩ rằng chắc cỡ đẳng đánh hai trận đấy. Nhà này cũng có khá là nhiều tường thành cho mình đây này. Nhà này cũng có khá khá tường thành cho mình cả nhà. Được cá là cũng êm. Rồi ngon 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 cơm quá trận này ngon cơm quá trận này đâu đó thì mình nghĩ là chắc phá được cỡ tầm khoảng 7 hơn liệu được hơn trăm đoạn tường thành không nhỉ chắc cỡ tầm khoảng 80 đoạn thôi chắc cỡ tầm khoảng 80 đoạn gì đó cả nhỉ ui ơi có khi nào nó còn phá hết sạch tường thành không ui ơi ôi nhà này sắp 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 bị nó trọi hết tường thành rồi cả nhà mình không nghĩ là nó chọi dã man như vậy luôn ấy cả nhà ơi Mình cũng không nghĩ là nó chọi dã man luôn cả nhà kìa Ủa Còn mỗi cái cọc tường thành ở đoạn trong 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 góc này này cả nhà này Không thể nào lấy được thôi Ui Phá sạch À đây dưới đây còn một viên nữa cả nhà này Phá sạch không còn đoạn tường thành nào cả Ôi. <laughs> mỗi cái đoạn sâu quá không làm gì được cả Đây cả nhà nhá 1 2 3 4 hình như có 6 6 viên, 6 viên tường thành 6 viên tường thành cả nhà Ui đúng thật có 6 viên như vậy là tổng của chúng ta sẽ là 180 viên anh em ạ 180 viên tường <laughs> ờ, Phá phát 174 Dã man nha Dã man thật sự luôn nha cả nhà <laughs> Phê đấy Phê dã man luôn Trận này thì ngon rồi Trận này thì đánh kiểu gì cũng hoàn thành xong cái nhiệm vụ đấy rồi cả nhà còn có ba mươi mấy đoạn tường thành thôi ờ, Cho nó phá nhà phá nhiếp thêm tí ti nữa cả nhà này Đó cái con này thì phá tường thành thì khỏi che rồi Che làm sao nổi đúng không Ui ôi Cái con ca lông siêu cấp nó Nó bắn cũng Bay bay con ôm bom ghê nhỉ Cứ bắn phát là bay con ôm bom cả nhà Cứ bắn phát là bay con ôm bom cả nhà nhá Hết rồi cả nhà ơi Hết ôm bom rồi Lém lốt hai viên này, thôi nhóc một tê đi vào rồi nhá Bởi vì cũng hoàn thiện rồi cả nhà Đó, xem còn nhiệm vụ tường thành nào nữa không Quật lốt cùng với anh em cả nhà này Vẫn còn tường thành đây này, này Pháo hủy, oh, ồ Đây là pháo hủy 50 viên tường trong trận chiến nhiều người chơi rồi Nhưng mà nhóc hồ tê có được đánh ở bên hội trường nhà chính đâu Ngày mai cả nhà, ngày mai mới được đánh bên hội trường nhà chính còn rất rất là nhiều nữa cả nhà Tích lũy uh, 300% uh, phá hủy uh, trong trận chiến đối đầu Rồi Thì uh, tích lũy 3, 300% uh, tỷ lệ uh, đối đầu này Nhóc một t sẽ uh, clear với anh em một trận thôi nhá Rồi cả nhà nhá Chúng ta sẽ clear cùng với nhóc một t một trận Cả nhà này Ok Chuyển đổi combo À, 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 à. Nhà người ta đang nâng cấp cái này anh em ạ à, đây, đây 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 Đã thế thì uh, Hôm nay chơi trò chay với anh em đi Nhá các bạn nhá Người ta đang nâng cấp Đó chính là con tháp bom Thật ra nếu mà nâng cấp tháp bom này các bạn chơi cái cái combo drop rất là hay, rất là khỏe đấy. Ờ, nhưng mà thôi, mình định uh, chơi combo rồi uh, nhưng mà thấy người ta nâng cấp kiểu này thấy hay hay thấy là quay ra đánh chay cùng anh em được không cả nhà? Được quá chứ nhờ. Được quá cả nhà. Ok luôn cả nhà này. Ờ ơi. Ôi ơi. ơi. Ôi giời ơi Đâu 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 Ui sao còn ít Barbie thế Nhanh thế nhở Nó liệng nhanh quá cả nhà Mặc dù không có thắp bom Mặc dù không có thắp bom nhưng mà mình cảm giác như là nó vẫn ăn khá là nhanh này Ây chà chà Ố không ăn được con thắp phòng không này á à? Cả đuối thế nhở Ơ Còn 6 con thôi hơi chủ quan sao ta đây rồi à đây này các bạn ơi có con tecla siêu cấp cả nhà giờ mình mới nhìn ra đó chính là con ôi oh, ôi oh, oh. con tecla siêu cấp và con tecla siêu cấp thì các bạn thấy rằng là nó cấu rất là tít thò lò sẽ bò luôn cả nhà nhá đấy các bạn thấy không một phát là bay màu luôn trời ơi như vậy là không thành công cho một pha đánh chay này rồi mặc dù nhà người ta đang nâng cấp tháp bom thật đấy nhưng mà đánh đấm kiểu này thì cũng không ok rồi cả nhà <laughs> toàn coi như là tăng toang đúng không anh em còn một con ba bi thôi cả nhà cỗ máy chiến đấu thì bây giờ mới đang quay ra đập tường rồi một gồng hai gồng ba gồng bốn gồng ăn được con tháp phòng không thêm được con Tecla rồi siêu cấp nó giật cho một giật thì đi luôn cả nhà ơi Ok 66 uh, 66 phần trăm cả nhà nhá Thôi đi về đi nhờ 66 phần trăm chiến thắng luôn cả nhà hả à, em luôn rồi uh, hôm nay thì có lẽ là đến đây thôi cả nhà nhá Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video lần sau cả nhà và video sau thì nhóc bảo tê sẽ đi farm đi cướp cũng như là đi cày tường cùng với anh em nhưng đó là video sau và nhóm bảo tê sẽ uh, mang siêu yêu tình đi cướp của với anh em nha đợt này thì mình thấy rằng anh em cũng rất là chịu khó vào tường rồi mình không thể nào lười được và mình không thể nào để tụt lùi được cả nhà giờ thì xin chào hẹn gặp lại tất cả các bạn nhá bye bye cả nhà bye bye tất cả các bạn